Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi gặp vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chị em ta vẫn sẽ là mãi mãi. Sống cứ thế vận hành, bao giờ lao sẽ mới khiến thanh xuân tươi xanh. Đôi khi coi này lôi thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Tương lai ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta mới xa xa kia kế bên. Mà kệ ta cứ sống và chúng ta là chị em một nhà. We fly, có thể lo chung với chúng ta. You are fine, nếu muốn dừng lại đi, mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì vẫn sẽ ngồi cạnh bên nhau. Chàng hỡi, sao chàng lại đến được chỗ này? Bao đêm qua, ta nhớ chàng khôn nguôi. Ta đến đây để được gặp nàng. Đôi mắt nàng sao mà sáng thế? Chúng được thay thế bởi các vì sao chăng? Đôi mắt em sáng là vì có bóng chàng soi chiếu. Ôi, ta yêu nàng siết bao. Ta chỉ muốn ghi chặt nàng vào lòng này, mãi mãi không buông. Kịch chị rồi bây. Chắc con gì bò qua. Thôi kệ đi, chúng mình tiếp tục đi. Rồi cả nhà ơi, cả nhà nhanh tay comment nha. Còn đúng 5 cây son với 5 màu son hot nhất dòng Yurika nhà em thôi nha. Comment đi em để son cho. Tao lấy 1 cây. Rồi còn 4 cây nha cả nhà nha. 4 cây son 4 màu rất đẹp luôn. Ê, đó. Thôi tao lấy hết 4 cây. Trời đất ơi, hôm nay giả bạn em sợp ghê là. Vậy là em hết hàng rồi nha cả nhà. Nhưng mà cả nhà nhớ là comment số điện thoại đi, em inbox tư vấn cho. Dòng son nhà em đẹp lắm. Livestream đến đây là kết thúc nha mọi người. Tạm biệt. Bye bye. Nhỏ bạn tôi hôm nay sợp ghê á. Mua 5 cây luôn hả? Đâu có đâu. Để tính tiền cho. Đâu. Mấy bữa nay tao làm mẫu phi cho mày á, giờ mày tặng tao đi. Cái gì? Tao nghe tao tỉnh lại liền. Ôi. Tin động trời. Nghe cái xỉu liền nè. Vụ gì mà dội vàng vàng. Bình tĩnh chưa? Thì nói đi. Nè. Mấy bữa nay á, tao tưới cây trong vườn, tao thấy Anna dưới nếp. Ủa rồi động trời chưa? Tới đoạn động trời chưa? Đây nè, chưa hết đâu. Trời ơi, Anna hả? Nó nắm tay nếp vậy nè, xong nó kéo nếp vô. Đó, hai đứa nó nhìn nhau. Nó nói vậy nè: ánh mắt của em, anh sẽ siết chặt vòng tay em và đưa em đến những chân trời gốc bể. Gì đó? Trời ơi. Gì đó hả? Ừ. Xỉu chưa? Nghe cái xỉu chưa? Vậy là rõ ràng rồi, tụi nó đang yêu nhau. Đúng rồi, hai đứa nó giấu tụi mình vì sợ tụi mình phản đối đó. Ủa? Mà có chuyện gì đâu ta, mắc gì phải giấu? Rõ ràng á là tụi nó biết chắc chắn tụi mình sẽ ủng hộ tụi nó mà không? Ừ. Mà giới tính nào chẳng được, dù gì tụi nó cũng là bạn mình, có gì đâu, đúng không? Trời ơi mấy chị ơi, chuyện động trời. Không thể tin được. Bây giờ ở đây á, không có chuyện gì động trời hơn chuyện của Nếp với anh nè. Nói đó. Em thấy gì Nếp với anh Na ngoài vườn đang ấp trứng á. Ấp trứng? Làm gì có. Tao nói vậy cho kịch tính với drama. Đây là giờ phút quan trọng nhất, hồi hộp và căng thẳng. Ta sẽ cùng nàng đi đến chân trời gốc bể. Mọi người bị sao vậy? Không có gì đâu, hai chị cứ tiếp tục đi nha. Cứ tiếp tục vào chuyện tình yêu của hai đứa đi. Chuyện tình yêu? Tôi chỉ đang tập vợ cho bữa casting phim Romeo và Juliet hiện đại sắp tới đó. Vậy là tất cả những lời tôi nghe trong vườn hôm qua là hai bà chỉ tập thoại thôi hả? Ừ, đúng rồi. Ví dụ như là: đôi mắt em đẹp long lanh tựa những vì sao, em sẽ cùng anh đi khắp thế gian.
Trời ơi, tụi chị làm gì mà giận gượm như đứa được. Phải rồi, tại vì chị nói chuyện dễ nghe quá đó. Ủa, kể cả cái chuyện mà hai người cùng nhau bỏ trốn cũng là trong kịch bản luôn hả? Đúng. Trời ơi, làm tụi tôi tưởng là hai bà yêu nhau, xong rồi bày trò bỏ trốn tại vì sợ tụi tôi phát hiện. Vậy là không có hả? Xin lỗi hiểu lầm hai bà nha. À, tập vừa tới đâu rồi? Khi nào casting? À, ngày mai đó. Ngày mai? Nhanh quá vậy? Ê, hay là tụi tôi đi cổ vũ hai bà nha. Ê, em nữa. Em cũng muốn đi. Thôi, ở nhà giùm tôi cái. Đi đụng á, cũng tôi ngộp nữa. Mà hai bà sẵn sàng chưa? Tất nhiên. Juliet. Có buổi trình diễn quá tốt, tôi xin chúc mừng. Nhưng vì hai em quá giống nhau, cho nên tôi chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Vậy là hai bà quyết định rút khỏi cuộc thi vì không muốn người này sang người kia hả? Ừ, đã tập chung với nhau rồi, có đậu thì cùng đậu, rớt cùng rớt. Mà cuộc thi lớn như vậy, hai bà không tiếc hả? Nhưng mà dù sao hai vẫn tốt hơn một mà. Tụi tôi sẽ tìm kiếm cuộc thi xin so hơn để thử sức. Đúng vậy, chỉ cần mình có lòng tin á thì chuyện gì cũng sẽ thành công thôi. Không sao đâu, tụi tôi luôn ủng hộ hai bà mà. Hôm nay á không có coi được hai bà diễn, hay là bây giờ hai bà ra diễn lại cho tụi tôi coi nha. Ok thôi. Chàng ơi, vì sao chàng lại đến được chốn này? Bao đêm ta nhớ chàng khôn nguôi. Ta tới đây để được gặp nàng. Sao đôi mắt của nàng sáng thế? Phải chăng chúng được thay thế bởi những gì sao? Mà cái đứa này giảm đôi giờ mà nghệ thuật hả? Giúp đi. Nhớ tao cũng giữ dáng mà. Chắc chắn là tại con Vi rồi. Có thằng nào tên Vi ở đây? Thì con Covid-19 đó. Từ hồi giãn cách xã hội tới giờ, ăn uống không tập thể dục, mập là cái chắc rồi. Phải làm sao đây? Tụi em đang order trà sữa nè, mấy chị uống chung không? Đang giảm giá nữa đó. Chính chúng mình cũng đã có
thanh xuân. Mình đi cao quá không chung, don't be scared. We fly, có thể lo chung như cháy dược. You are fine, nếu muốn dừng lại đi. Mình cùng chung chi hướng, dẫu có chuyện thì sẽ mời cạnh bên nhau.